Chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh ha. Ngày hôm nay thì đến với bãi kiển của em Lộc ha. Địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Để em Lộc giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai giống, mai ghép giống dẻo nhung ha. Cô chú anh chị ghép 3 năm liền có của đế siêu vip luôn. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của em Lộc nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn em Lộc. Em Lộc chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi chào em Lộc nha. Dạ em chào anh. Hôm nay đến với kênh thì con cũng chào quý cô chú bác gần xa đã đến với kênh. Thì hôm nay vườn mai bên con cũng có lên một số giống mai để cho cô chú bác gần xa đây chơi Tết năm 2025. Rồi, mình vô cặp đầu tiên ngày hôm nay luôn ha em. Dạ. Rồi mã số là gì đây? Mã số là 1A, là một cặp dẻo nhung. Rồi. Cái này thì hoành cỡ 78 em ha. Dạ. Rồi ghép được 3 năm liền cốt như cây ghi này ha. Cũ đế thì khó hết nha. Nè, cây nào cũng có cũ hết ha. Cây này cũ đế thú luôn nè. Đó, rồi cho anh xin chiều cao tán ngang em. Cái chiều cao là 41. Rồi. Tán ngang của nó là 33. Rồi. Này có chiều cao là 40. Rồi. Tán ngang của nó là 31. Rồi. Cặp này em giao lưu là 200. Rồi, đó cây. Rồi, tiếp theo cặp mã số. Tiếp theo cặp mã số 2A cũng là một cặp dẻo nhung. Rồi. Hoành cũng cỡ 78 ha. Rồi, rồi đó chiều cao tán ngang đi em. Anh đâu anh quay hoành, quay cũ. Cứ đây. Cây đi đọt rất là sung nha cô chú anh chị nè. Đó, đi đọt rất là mướt. Cây này cái chiều cao là 31. Rồi. Tán ngang của nó là 34. Cái này có chiều cao là 27. Tán ngang của nó là 38. Cặp này em vô luôn là 250. Rồi, đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cặp mã số. Tiếp theo cặp mã số 3A, vẫn là một cặp dẻo nhung. Rồi, hoành cũng tạo là 78 ha. Toàn bộ hoành 78 hết nha cô chú anh chị. Cũ đế có hết nha. Em quay cũ ha. Rồi, chiều cao tán ngang đi em. Cái này có chiều cao là 41. Rồi. Tán ngang là 34. Rồi. Cái này có chiều cao là 28. Rồi. Tán ngang của nó là 30. Rồi. Cặp này em dư lưu là 250 luôn. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cặp mã số 4A. Rồi. Dạ nó là một cặp dẻo nhung. Rồi, đồng số không số luôn đi em. Dạ. Cụ đế có ha. Nè, cây nào cũng có cụ, nguyên cụ tỏi luôn ha. Hay có chiều cao là 37. Tán ngang là 34. Rồi. Cặp này có tán chiều cao là 38. Rồi. Tán ngang là 31. Cặp này cũng như luôn là 250 luôn. Đổi cây. Rồi tiếp theo cặp mã số. Tiếp theo cặp mã số 5A. Vẫn là một cặp dẻo nhung luôn. Rồi. Không số luôn đi. Ồ, cây này củ bí luôn cô chú anh chị ha. Ba muối nè. Rồi. Hoành cả 78 ha. Cái này có chiều cao là 38. Rồi. Tán ngang là 36. Rồi. Cái này có chiều cao là 34. Rồi. Tán ngang của nó là 32. Rồi. Cặp này cũng cho luôn là 250. Rồi, okay. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 6A. Đó là dẻo nhung. Rồi, thông số luôn em ha. Hoành cho 78 nha cô chú anh chị. Cây nào cũng có cũ hết nè. Cái này có chiều cao là 54. Rồi. Tán ngang của nó là 51. Rồi. Cái này có chiều cao là 42. Rồi. Tán ngang của nó là 34. Cặp này cũng vô luôn là 250 luôn. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo mã số 7A. Rồi. Danh là dẻo nhung. Rồi, đo chiều cao tán ngang đi em. Cái này có chiều cao là 28. Rồi. Tán ngang của nó là 34. Cái này có chiều cao là 38. Tán ngang là 42. Rồi. Cặp này cũng vô luôn là 250. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo cặp mã số. Tiếp theo cặp mã số 8. Nhớ là một cặp dẻo nhung. Rồi, chiều cao tán ngang đi em. Cái này có chiều cao là 42. Rồi. Tán ngang của nó là 37. Rồi. Cái này có chiều cao là 39. Rồi. Tán ngang của nó là 31. Cặp này cũng vô luôn là 250. Rồi, đợi coi. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 9A vẫn là một cặp dẻo nhung. Rồi. Cụ đế quá trời luôn. Rồi, chiều cao tán ngang đi em. Dẻo nhung luôn ha. Dạ. Này là chiều cao của nó là 40. Tán ngang của nó ủa, quên. Chiều tán ngang của nó là 34. Rồi.
Cái này có chiều cao là 33. Tán ngang của nó là 36, cặp này cũng như luôn là 250. Rồi, đã thấy ha. Rồi, tiếp theo mã số 10. Tiếp theo mã số 10A. Và vẫn là một cặp dấu nhung, đây cũng là một cặp cuối clip luôn. Rồi. Rồi, cho thông số luôn em ha. Dạ. Thành cũng 78 ha, cụ đế có nha. Cái này có chiều cao là 40. Rồi. Tán ngang của nó là 39. Rồi. Cái này có chiều cao là 35. Rồi. Tán ngang của nó là 39. Cặp này cũng như luôn là 250 luôn. Cuối clip luôn em. Dạ, cặp này là cặp cuối clip. Rồi, chào hết chị Bánh nha. Dạ, cuối clip thì con cũng chào quý cô chú bác đã xem hết cuối clip và mong quý cô chú ủng hộ giùm con. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Lộc cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị nha.